17 triệu đồng, đây là mức phạt tài xế điều khiển xe tải đi ngược chiều trên đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn Diễn Châu mà chúng tôi đã thông tin. Nếu so sánh số tiền phạt 17 triệu này với vi phạm xử lý nồng độ cồn thì quá thấp và rõ ràng rằng chưa đủ sức gian đe với các phương tiện. Điều đáng nói, hành động này vô cùng nguy hiểm vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vâng và sáng nay thì đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông vừa ra quyết định xử phạt tài xế này 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 6 tháng. Cụ thể bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thuộc cục cảnh sát giao thông đã xác định đúng danh tính người điều khiển phương tiện ngược chiều trên cao tốc là Phan Văn Sơn, sinh năm 1975 ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và chiếc xe tải mang biển kiểm soát 37C 11390 đúng như nội dung clip. Làm việc với cảnh sát, tài xế Sơn cho biết 6 giờ ngày 20 tháng 2, anh lái xe tải chạy vào nút giao ở xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu để chở vật liệu thi công đường gom cao tốc Diễn Châu bãi Vọt. Do không quen đường nên anh lái xe chạy lên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu theo hướng Nam Bắc, khi biết nhầm đường, tài xế này quay xe lại và di chuyển ngược chiều trên cao tốc hơn 500 m để ra nút giao thông công trường.